Giá heo hơi ba miền nay ngày 6 tháng 7 tăng 1.000, 2.000 đồng 1 kg thị trường heo hơi tại miền Bắc ghi nhận tăng 1.000 đồng 1 kg ở một vài nơi. Bắc Giang 65.000, Yên Bái 64.000, Lào Cai 64.000, Hưng Yên 66.000, Nam Định 64.000, Thái Nguyên 65.000, Phú Thọ 65.000, Thái Bình 67.000, Hà Nam 64.000, Vĩnh Phúc 65.000, Hà Nội 65.000, Ninh Bình 64.000. Tuyên Quang 65.000, giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên tương đối ổn định, Thanh Hóa 63.000, Nghệ An 63.000, Hà Tĩnh 62.000, Quảng Bình 60.000. Quảng Trị 62.000, Thừa Thiên Huế 60.000, Quảng Nam 60.000, Quảng Ngãi 60.000, Bình Định 61. 000, Khánh Hòa 60.000, Lâm Đồng 61.000, Đắk Lắk 59.000, Ninh Thuận 60.000, Bình Thuận 60.000. Ở khu vực phía Nam, giá heo hơi tăng 1.000 đến 2.000 đồng 1 kg, Bình Phước 60.000, Đồng Nai 61.000, thành phố Hồ Chí Minh 60.000, Bình Dương 61.000, Tây Ninh 60.000, Vũng Tàu 62.000, Long An 61.000, Đồng Tháp 60.000, An Giang 59.000, Vĩnh Long 59.000, Cần Thơ 61.000, Kiên Giang 59.000, Hậu Giang 60.000, Cà Mau 59.000, Tiền Giang 59.000, Bạc Liêu 60.000. Trà Vinh 59.000, Bến Tre 60.000, Sóc Trăng 60.000.